Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 31 tháng 7 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, bão Dosuri vừa rời khỏi, thì cơn bão số 6 của năm nay mang tên Kanun đã hình thành. Dự đoán sẽ tiến gần Đài Loan nhất vào thứ Tư này. Hiện nay, bão có xu hướng dịch chuyển sang phía Bắc sớm hơn. Cục khí tượng không loại trừ khả năng phát cảnh báo bão trên biển vào tối ngày 1 tháng 8. Trong quá trình chuyển sang hướng Bắc, bão có thể sẽ dừng lại nên thời gian ảnh hưởng sẽ kéo dài hơn. Trong khi đới lưu Tây Nam cũng có khả năng mang lại mưa lớn cho khu vực Trung Nam Bộ. Hiện tại, vị trí của cơn bão Kanun ở trên vùng biển phía đông Đông Nam nằm cách Đài Bắc 1.120 km, có thể thấy rõ rệt mắt bão, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển thành cơn bão mức tầm trung. Theo mô hình dự báo mới nhất, bão có khả năng chuyển theo hướng Bắc, giảm khả năng đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, nên đường di chuyển của bão vẫn còn nhiều thay đổi. Theo đó, sẽ phải quan sát sự biến đổi của luồng cao áp ở phía Bắc Thái Bình Dương, vẫn có khả năng gây đe dọa cho vùng biển Bắc Bộ. 2号、3号会比较接近台湾附近，所以我们也不排除可能在1号晚间到2号清晨是也有发布海上警报的可能。 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vào ngày thứ ba, thứ tư, những khu vực có khả năng đổ mưa sẽ từ Bắc Bộ di chuyển xuống vùng Trung Nam Bộ. Theo cựu cục trưởng cục khí tượng, hiện tại ở phía tây của bão Kanun là khu vực áp thấp, mà ở xung quanh thì được bao vây bởi luồng áp cao. Nếu môi trường này tiếp tục phát triển, sẽ khiến đường di chuyển của bão có nhiều thay đổi, làm cho thời gian tồn tại của bão trở nên lâu hơn. Chuyên gia khí tượng cũng nhắc nhở nên lưu ý khi bão tiếp cận vùng biển Bắc Bộ, có khả năng thời gian bão sẽ kéo dài hơn. Do ảnh hưởng của bão đang dần tiếp cận, cục khí tượng công bố tin cập nhật về sóng cồn cho biết ở bờ biển phía Bắc Cơ Long, Nam Bộ, Đông Bán Bộ, bán đảo Hằng Xuân và Mã Tổ đều có khả năng xuất hiện sóng cồn. Ngoài ra đã quan trắc được sóng biển ở mùi ở loạn biển Bình Đông và Đại Đông, đảo Lạn Duyện lên cao khoảng 2 mét, khuyến cáo người dân khi ra ngoài bãi biển nên đặc biệt lưu ý. Cơn bão Dosuri tuần vừa qua đã gây ảnh hưởng mạnh đến miền Nam Đài Loan. Khu vực Cao Hùng đã nhận được hơn 900 thông báo cây đổ gãy ở nhiều nơi. Trong số đó có những vụ cây ngã đè lên phương tiện xe cộ, hoặc vùng núi Nặng Hận đổ mưa cực lớn. Một số đoạn trên tuyến cao tốc Nặng Hận bị sạt lở. Tổng cục đường cao tốc triển khai điều tiết giao thông tại khu vực từ lúc 7 giờ sáng nay. Một đoạn trên cao tốc Nặng Hận ở Cao Hùng đến Đại Đông bị gián đoạn. Vì thế khuyến cáo người điều khiển giao thông từ Cao Hùng xuất phát từ đoạn Giả Khổ xuống núi để đến Đại Đông, và người từ Đại Đông xuất phát từ khu công viên giải trí Sang Dặn xuống núi để đến Cao Hùng đừng đi vào lối này. Lưu ý, du khách muốn lên núi phải theo dõi thông tin thời gian quản chế giao thông và cập nhật tình hình đường xá khu vực vùng núi. Ngoài ra, bão cũng gây ảnh hưởng mạnh cho khu vực Cao Hùng. Từ ngày 27 tháng 7, do mưa và gió lớn khiến nhiều cây xanh ven đường bị gãy đổ, có cây bị bứng cả gốc, một số cây bị gió quật ngã đè lên xe ô tô đậu gần đó. Phòng bảo dưỡng công trình cùng với các đơn vị có liên quan phải tất bật xử lý dọn đường. Kể đến tối ngày 30 tháng 7 đã nhận được tổng cộng 900 thông báo thiệt hại về cây xanh ven đường. Bão Dosuri đã rời khỏi, tuy nhiên đã để lại khá nhiều thiệt hại cho nông nghiệp Đài Loan. Mưa và gió lớn khiến cho các loại cây ăn trái ở Đài Nam như quả na, dưa hấu và bơ bị hư hại. Theo thống kê của Cục Nông nghiệp thành phố Đài Nam, cơn bão gây thiệt hại khoảng 3 triệu 200.000 đài tệ. Rất may mức độ thiệt hại do bão lần này không nghiêm trọng bằng những lần trước. Khu vực Tani, Đại Nam đang vào mùa thu hoạch bơ, nhưng khi bước vào các vườn bơ, cho dù nông dân đã gia cố bảo vệ nhưng vẫn không thể chống lại những cơn gió mạnh. Cây cối bị gió thổi bứng cả gốc rễ, quả bơ rơi vãi khắp nơi. Những quả không bị rơi thì cũng bị hư hại do va đập. Còn vườn na ở khu vực Quy Rịnh theo dự tính chờ thêm 10 ngày nữa là có thể thu hoạch, nhưng gió bão mạnh làm quả sắp chín bị thổi rơi vãi khắp vườn, gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp. Nông sản chịu ảnh hưởng lớn nhất do mưa lớn và kể đến là dưa hấu, sầu riêng ở địa phận Sa Luận thuộc khu vực Quy Rịnh. Vườn dưa bị ngập nặng, dây leo bị khô héo, cộng thêm trời nắng sau cơn bão khiến quả dưa bị nứt nẻ. Ruộng dưa 8 hecta của một nông dân người như bị hủy hoại, hứng chịu thiệt hại nặng nề. Theo Cục Nông nghiệp, lần này diện tích nông nghiệp bị thiệt hại do bão lên tới 127,6 mũi hecta, mức độ thiệt hại 7%. Tính theo 11,84 hecta diện tích chịu thiệt hại của địa phương thì kim ngạch thiệt hại đạt hơn 3,2 triệu đài tệ, vẫn được cho là mức độ thiệt hại nhẹ. Tuy nhiên, chính quyền cho biết nếu cần thiết sẽ khởi động cơ chế đánh giá, ngoài ra sẽ tiếp tục quan sát tình hình thời tiết liệu có khiến thiệt hại kéo dài hay không. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đã khép lại với 4 án tù chung thân, 10 án tù treo và 30 án tù từ 18 tháng đến 16 năm. Tuy vụ án đã kết thúc nhưng vẫn động lại bức xúc trong dư luận.
khi chính những quan chức trong bộ máy nhà nước thản nhiên thu lợi bất chính trên xương máu của đồng bào trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ đại án chuyến bay giải cứu về các tội hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Kết quả có 4 người bị kết án tù chung thân, trong đó bao gồm cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, người trước đó đã bị đề nghị mức án tử hình, nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng Việt Nam. 50 người còn lại bị xử mức án từ 15 tháng tù treo đến 16 năm tù giam. Trong số các bị cáo trên, có 21 người là cán bộ, cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 500 lần, với tổng số tiền gần 165 tỷ. Các quan chức dính líu trong vụ đại án lần này bao gồm các bộ ban ngành từ ngoại giao, công an cho đến ngành y tế, gây chấn động trong dư luận. Trong cuộc hội đàm an ninh quốc phòng 2+2 giữa Mỹ và Úc diễn ra vào ngày 29 tháng 7, song phương đã đạt được thỏa thuận chung về mở rộng hợp tác quân sự. Sau cuộc họp, tuyên bố chung đã được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định hòa bình eo biển Đài Loan, phản đối hành động đơn phương thay đổi hiện trạng của khu vực. Ngày 29 tháng 7, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng giữa Mỹ và Úc diễn ra cuộc hội đàm tại thành phố Brisbane, chính thức được mệnh danh là cuộc tham vấn cấp bộ trưởng. Sau buổi gặp này, hai bên cùng ra tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định hòa bình ở eo biển Đài Loan, phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng, kêu gọi đôi bên giải quyết vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Necessary opposing its efforts to disrupt freedom of navigation and overflight in the South and East China Seas, to upend the status quo that's preserved peace and stability across the Taiwan Straits, to pressure countries through economic coercion. Mỹ và Úc một lần nữa mạnh mẽ phản đối hành vi phá hoại sự ổn định của khu vực, bày tỏ mối lo ngại việc Trung Quốc đưa ra những chủ trương phi lý trên vùng biển không phù hợp với luật quốc tế và hành vi đơn phương gia tăng căng thẳng ở khu vực, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài Loan trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và hệ thống dân chủ, sẽ ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Trước dạ tâm của Trung Quốc ngày càng gia tăng chiến lược bành trướng ở khu vực, chính phủ Washington và Canberra sẽ tăng cường việc củng cố quan hệ quốc phòng. Học giả phân tích sau khi triển khai chiến lược cạnh tranh giữa Mỹ-Trung, thì Mỹ đang từng bước tăng cường quan hệ hợp tác với các nước đồng minh. Bộ Quốc phòng công bố từ 9 giờ sáng ngày 30 tháng 7 đã trinh sát có 11 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc quấy rối Đài Loan, trong đó có 6 chiếc bay vượt qua đường trung tuyến của eo biển. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tiếng Việt Đài truyền hình PTS Đài Loan. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.